Alo anh em, lại là mình đây. Bữa nay mình làm cái clip này sẵn gửi đến anh trai mà hôm trong Tết hỏi mình có cái bộ đầu nòng ruột nào còn riêng không mà nguyên con, về để anh lấy anh sang đồ qua cái máy của anh nha. Máy của anh hồi bữa thì quay cho em coi thì nó còn vip á, nhưng mà tại vì anh cho bạn anh mượn không có pha xăng nhớt, thử nó mới bị hư nguyên một bộ vậy. Chứ nếu mà đúng cái đó mà anh xài thì chắc 3-4 năm nữa cũng chưa nhúc nhích nữa, tại vì anh xài máy sử dụng quá kỹ, vàng lông còn quá xuất sắc. Bữa anh quay cho em coi đó, và lúc đó em còn ở dưới quê, em chưa có về nhà được. Rồi bữa nay em đã về cơ sở của em rồi, mình thử em cũng lục ở trong kho ra rồi sẵn quay lên, rồi anh vô anh coi được thì chốt, rồi chuyển khoản đầu năm cho em luôn ha. Rồi cũng gửi đến tất cả các anh em nào thích thì cũng đều có thể mua được nha. Em thì mua bán đơn giản lắm, anh em này không kết thì anh em khác mua, chứ mình cũng không có bắt ép gì anh em nào phải mua ha. Vô xem cho vui là chính. Thay thì mình mua một cái bộ đầu nòng riêng mà đầu nòng trắng như vậy mà mới luôn full hộp thì chắc có lẽ giá thì hơi bị bết ha anh em, mình nói thẳng luôn. Còn cái bộ này mà nó màu đen á thì nó khoảng 2 triệu mấy à, nòng đen cũng riêng, nhưng mà đời bây giờ đời 2017 rồi á, 2017 2016 rồi á, nếu mà đầu nòng đen nói chung là đồ bán mới giờ của hãng Estin luôn, nhưng mà đồ mới giờ chứ không phải là đồ theo máy như cái này nha anh em. Hỏi cục này là giờ thì giá nó lúc bo rồi, anh em thợ rồi anh em cửa hàng đồ bán thì cũng biết giá rồi, mình nói vậy hiểu rồi ha. Cái giá thì tự anh em tham khảo, anh em cũng biết. Còn đồ mới bán giờ là nó chỉ có màu đen thôi nha, mà nó cũng khoảng nằm giá cỡ tầm trên 2 triệu, mình nói thẳng luôn. Còn cái này là còn nguyên rin theo máy, mà cái máy này là cực kỳ vip, nhưng mà tại vì lý do kỹ thuật dặn người tình không cho đi đá gà, thành thử ra chơi vô gốc cây rồi nó mới bể nha anh em, chứ không phải cơ khơ mà nó bể nha, chứ không phải cây đập hay là cái gì đâu, cái này là người ta đập đó. Giờ về mình chỉ lấy được cái nòng bạc bê tông dên rin còn xuất sắc luôn nha, đã kiểm tra rồi, đầu nòng nhì thì khỏi phải bàn á anh em, quá mới, chưa vệ sinh mà nó còn trắng như trong hộp luôn á. Ông nội này ông xài cũng kỹ lắm, mà tại vì bữa đó ngày mùng mấy Tết rồi bả không cho đi đá gà, ông dặn đập về, giờ đem ra kêu mình thanh lý giùm luôn. Cái máy này mỗi lần ta trả giá cao lắm mà ổng không có bán nha, tại máy này ổng là đang cưa mà giờ ổng đập bể rồi. Thôi cũng làm cái clip chia sẻ đến anh em, ai ớt thì alo cho mình. Và đặc biệt là mình chỉ nhận chuyển khoản thôi nha, mình không có ship COD nha. Bộ nòng bạc bê tông là rin nguyên rin dân ngang luôn á, nó đẹp thì thôi khỏi phải bàn. Mới tinh cái kiến á, anh em coi cái kiến á, vip luôn. Mình xây cái trái bê tông lên đó, quá dữ dằn. Ông anh này ông xài nhớt, cũng xài nhớt ít tin luôn nha, thành thử vip lắm. Bộ ruột thì khỏi phải bàn, cái dên thì vàng ẻo à. Nòng bạc bê tông dên, còn IC đồ nói chung là tùm lum hết nguyên cái máy, mà nó ổng đập cái bể ngang cái hông này rồi, bị bể cái lóc á, nó thẳng vậy đi, còn nhiêu là còn sử dụng được hết. Mình sân lớn đập cũng bể luôn rồi. Đó. Rồi em cũng gửi đến anh luôn.
này là em bao anh là về là hồi bữa anh rã cái máy kia được thì chắc có lẽ là anh ráp được, hoặc là nhờ em gì của anh đó, bữa anh em mình có tâm sự đó. Còn anh em nào muốn mua biết tự ráp hay là nhờ thợ ráp gì cũng được. Chung là cái này là bán là bao rin nha, rin mà còn đẹp chứ không phải là rin mà mở ra mà nó sọc ngang sọc giữa hay là cái gì là tặng không luôn, khỏi lấy tiền. Dên thì nó cứng y như là cây tre chăm đốt vậy đó, cứng ngắc vậy đó, chứ không phải mà vô mà lạng như ông xe rượu thì cũng không chơi nha. Tại mình kiểm tra rồi thành thử mình báo rõ luôn, dên là còn dằn ẻo, lòng bạc bê tông mình xanh lét full. Nói chung là bộ nòng bạc bê tông không là muốn đủ luôn rồi đó, thì khỏi cần chi nhiều. Còn cây dên trong đó nữa, IC lửa nữa, bình xăng con thì nguyên gin xanh lét luôn, đồng tiền dằn thè luôn, bố nồi nữa nè. Nói chung là gã ra được nhiều món lắm, mà mình bán là bán nguyên cụm này, anh em thích về lấy gì thì lấy ha. Rồi chuyển khoản chứ không có ship COD gì hết, đầu năm đầu tháng chơi phát một vậy đó, nhanh chóng lẹ làng mau mắn. Rồi ok anh em, giá ra đi của em nó là 4 triệu, anh em nào kết thì chuyển khoản cho mình, nhắn tin qua Zalo hoặc là điện thoại trực tiếp ha. Cái này mình cũng bán giùm ổng thôi chứ không có gì hết. Rồi anh em nào yêu thì liên hệ mình, số điện thoại mình để dưới phần mô tả. 4 triệu anh em mình nhắc lại, tại vì cái nội cái bộ bạc bích tông với cái đầu nòng trắng này thôi anh em đi hỏi coi là hết nhiêu tiền nha, nếu mà đồ mới. Rồi thôi đừng hỏi đồ mới, hỏi đồ cũ thôi, chưa xước chưa gì hết nha anh em. Mình là thợ, mình bao cho cái bộ này là còn hơn 90%, nói thẳng luôn, nó đẹp vậy đó. Còn cái dên nữa, dên nó là dên lo kèn luôn nha anh em, chứ không phải là dên bình thường nữa, dên hình lo kèn luôn, mà nó dằn thật, nó cứng ngắc luôn á, cứng như cái đinh ba để đi chỉ cá vậy đó. Rồi bình xăng con nữa, rồi bố nồi nữa, rồi bơm nhớt nữa. Nói chung là con máy này nó còn full zin, mà tại vì ổng giận ổng đập một cái một không cho ổng đi đá gà mà ổng chơi cỡ này nè, cục IC nhìn xanh lét luôn, anh em hiểu rồi. Nội nhìn cái đầu lòng này thôi là biết xài nhiều xài ít rồi anh em. Rồi ok, anh em nào xem clip thấy hay thì cho mình xin một like, một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ, tạo động lực cho mình làm nhiều video tiếp theo. Còn mấy anh em xài máy 382, 381 đồ thì cứ liên hệ mình ha, mình chuẩn bị lên clip mới nữa rồi đó. Ok, máy bay chào tạm biệt anh em, ảnh gài cứ đăng lên thì cũng được nhiều sự ủng hộ nhiệt tình của anh em, thử ra cũng bán ra rai đều đều đầu năm đầu tháng. Cũng chúc toàn thể anh em được làm ăn phát tài phát đạt, vạn sự trong công việc cưa cây ha. Mua lô thì trúng lớn, làm cây nhỏ lẻ thì cũng ăn nên làm ra. Ok, máy bay chào tạm biệt tất cả anh em, máy bay.